Yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình và mình là Tuấn Bằng Review. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một tựa game nhập vai đánh theo lượt cực kỳ xịn sò luôn. ROI chỉ từ 3 đến 5 ngày thôi anh em nhé. Hiện tại thì cái game này nó cũng đang có phiên bản testnet, anh em vào trải nghiệm cùng mình trước khi mà anh em cân nhắc để quyết định xuống tiền đầu tư nhá. Rồi ok, để không mất thời gian của anh em nữa thì mình cũng sẽ vào review chi tiết về dự án này và chơi thử vài game cho anh em xem luôn. Và những anh em nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đây chính là cái dự án mà hôm nay mình muốn review, Metaspace. Đây là cái trang web của nó này, thì cái link website này thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả video cho anh em tham khảo thêm nhé. Đó, vậy thì Metaspace nó là gì? Metaspace nó là một cái thể loại game nhập vai đánh theo lượt. Tí nữa mình sẽ vào mình chơi để mà cho anh em xem thêm. Sẽ có play to earn này, chơi để kiếm tiền này, chăm sóc cho thú cưng này, nâng cấp thú cưng này. Rồi có cả guild nha anh em nhé, tạo bang hội để anh em mình đánh nhau. NFT item này, đây là các cái NFT ở trong game anh em này. Đấy. Rồi ok, đến cái phần tokenomics của cái dự án này thì private là họ bán 8% này, unlock là 6%, treo 2 tháng sau khi mà ta GE nhá. Sau đấy thì sẽ trả 5% mỗi tháng anh em ạ. IDO thì là 1% này, unlock là 20%, sau đấy thì sẽ trả 16% theo từng tháng. Team và advisor sẽ nắm giữ là 18%, treo 12 tháng, sau đấy thì trả 4% mỗi tháng nhá. Liquidity là 10% này, mở 5% mỗi tháng này. Unlock 30%. Marketing là 10% này, unlock 10% luôn và sẽ mở là 5% mỗi tháng. Về cái phần quỹ dự trữ thì là 13%, khóa trong vòng 9 tháng, sau đấy thì sẽ mở 6% từng tháng anh em nhé. Play to earn là 40% này, sẽ mở khóa khi mà ra game anh em ạ. Tổng cung của cái đồng token trong cái dự án game này nó là 500 triệu thôi anh em nhé, rất là ít. Về cái phần roadmap thì chúng ta đang ở cái tháng 5 này, đây là tháng 3, tháng 5 năm 2022 này. Thì họ đã audit này, hiện tại thì cũng đang có alpha test này, IDO này, và staking này, INO này, testnet này. Rồi sau đấy thì official run này, tháng 6 đến tháng 9 thì họ sẽ nâng cấp pet này, sẽ có chế độ bot raid, PVP và sau đó thì sẽ có thêm nhiều những cái con pet. Từ tháng 10 đến tháng 12 thì họ sẽ có đất này. Đấy, có sẽ guild war, sẽ có cái game ở trên điện thoại anh em nhé. Game sẽ chơi trên điện thoại Android và iOS này. Đến năm 2023 thì họ sẽ ra thêm những cái update tiếp theo về cả Metaverse nữa anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ sang mình review một chút về cái gameplay bên Wallpaper nhá. Rồi ok, trước khi mà mình vào giới thiệu về cái gameplay thì mình cũng đã tổng hợp qua một số những cái thông tin hữu ích và quan trọng ở trong cái dự án này. Đây, thì mình sẽ nói qua để cho anh em hiểu nhá. Để mà chơi được cái game ấy thì cần ít nhất là một đội gồm 4 space này. Còn nếu mà để mà tối ưu nhất, để mà có thể là kiếm được nhiều tiền nhất thì anh em sẽ cần phải có 5 team. Nó rơi vào tầm khoảng là 20 cái con space này. Đấy, và một cái lưu ý nữa là cái con Spec này là không giao dịch ở trên Marketplace được nhá. Con Spec này nó chỉ dùng để farm ra cái item. Sau đó thì chúng ta sẽ mang những cái mặt hàng mà mình farm để mà đi trade được. Đấy, thì Dev có giải thích là nếu một chính phủ ấy chỉ dựa vào một cái nguồn ban thưởng là cái ngân khố quốc gia thì quốc gia đó sẽ sụp đổ nhanh chóng này. Do đó là một cái nền kinh tế ổn định và dài hạn thì phải khuyến khích thương mại này, sản xuất và tiêu dùng. Đó là một cái chu kỳ ổn định và tự nhiên của quá trình đúc và đốt NFT và cái token. Thông qua các hoạt động trò chơi này, mỗi tài sản mà người dùng sở hữu trong Metaspace luôn có giá trị và mục đích sử dụng. Đây là cái mà mình dịch ra tiếng Anh nha, cho nên là cái ý nghĩa của nó thì có thể là nó không đúng hoàn toàn, nhưng mà nó là một cái phần nào đó để mà đép người ta giải thích được tại sao Space này nó không thể bán trên Marketplace được mà phải mang đi farm để mà bán item ở trên chợ. Trong cái dự án game này thì nó cũng sẽ có thêm cả cái cơ chế burn để mà tránh lạm phát token và NFT ở trong Metaspace, để mà giúp được cái dự án này nó có thể đi được lâu dài hơn. Nó sẽ không dễ chết như cái game file mà chúng ta đã chơi thời điểm ban đầu. Và về cái gameplay của cái game này ấy, thì nó cũng sẽ có là 5 cái cách để chúng ta có thể kiếm được tiền. Thứ nhất là PvE, thứ hai nữa là bot raid, thứ ba nữa là PvP, thứ tư nữa là guild, thứ năm nữa là bảng xếp hạng. Về cái chế độ PvE thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng anh em nào mà đã theo dõi kênh của mình ấy, thì anh em sẽ biết cái cách chơi vào đánh quái thôi. Rồi đến cái chế độ bot raid này thì chúng ta sẽ đi đánh bot thôi. Tiếp đến là cái chế độ PvP. PvP thì đánh người với người. Đấy, cũng xếp thôi, một đội hình là 4 người thôi anh em ạ. Sau đó thì sẽ có guild này, guild thì sẽ có các cái nhiệm vụ bang hội, sẽ chiến tranh giữa các cái bang hội. Đây. Ngoài ra thì còn có phần đua top ở trên bảng xếp hạng anh em nhé. Đây này. Và tất nhiên là chúng ta đua top ấy thì sẽ được thưởng thôi, sẽ được nhận rất là nhiều token. Và ở trong cái game này ấy thì nó sẽ có hai cái token chính anh em ạ. Một cái token là MSP, là cái token quản trị. Còn cái token mà in game là cái token MSPC. Khi mà chúng ta chơi game thì chúng ta sẽ nhận được cái đồng MSP này, sau đấy thì sẽ mang đổi ra cái đồng MSP. Ngoài ra thì còn có cái chế độ cho thuê land này anh em này, thuê đất này,
thuê đất thì mình chưa thấy có cái tỷ lệ là người sở hữu thì sẽ được bao nhiêu phần trăm, và cái người người thuê ấy, thì là người ta sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sang mình test game cho anh em xem luôn nhá. Và cái link test game này mình cũng sẽ để dưới cái phần mô tả để cho anh em có thể là vào anh em trải nghiệm game cùng với mình. Trước khi anh em vào game thì anh em cũng cần phải có cái ví MetaMask, thì anh em connect với ví MetaMask thôi. Anh em lưu ý là test net nhá, mà phải xin BNB đi thì mới vào test được đấy. Đó, và đây đây là cái giao diện của game này. Khi mà chúng ta vào game này thì chúng ta sẽ được 2.000 cái đồng này. Thì hôm qua mình đã mua hết gần nghìn rồi anh em ạ. Hiện tại thì trong cái bản test này ấy, thì nó chỉ có những cái thông tin ví dụ như là shop này, shop là để chúng ta mua trứng này. Đây mình sẽ giới thiệu qua một chút nhá. Đây shop thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta mua trứng này. Đây. Hunting là cái chế độ mà chúng ta sẽ đi đánh này. Hiện tại thì mình mới chỉ đánh được một cái map này thôi. Cái game này là nó mở cái test net từ ngày mùng 7 rồi anh em ạ. Nhưng mà bây giờ bắt đầu mình mới biết nên là mình mới vào mình review lại cho anh em xem. Thì mình mới đánh được đến đây thôi. Đấy, còn có cái phần swap này là cái phần swap cái token in game ra thành cái token MSP. Sau đấy thì sẽ mang cái đồng token MSP này lên trên Pool Coin hay là PancakeSwap để anh em mình có thể swap ra tiền. Đó, rất là dễ. Ngoài ra thì còn có cái túi này. Túi thì gồm những cái gì? Thức ăn cho con pet của mình. Đồ này. Rồi một vài những cái thứ khác nữa. Nhưng mà hiện tại thì cũng chưa có gì nhá. Khi nào ra mainnet thì chắc là nhiều. Còn đây đây là các cái pet này. Hôm qua mình mở thì mình mở mười mấy trứng. Hôm qua mình mở ra thì mình mở một lúc mà 10 trứng anh em ạ, thì cái tỷ lệ mà mở tướng ra nó ngon hơn, mình thấy như thế. Hôm qua mình mở 10 trứng nhá, đây này, là nó ra hai con epic này và 8 con rare, à đâu, 6 con rare và hai con common. Ừ, ngon đấy. Nên là ưu tiên là những anh em nào mà mở nhiều. Mà đợt trước mình chơi game thì mình cũng hay mở mở là mở một lúc cho nó nhiều luôn, tầm khoảng 20-30 quả luôn, như thế cho nó sướng mà cái tỷ lệ ra nó thích hơn, giống như mở con bom crypto anh em. Đấy, mở thế nó mới thích. Còn đây đây là các cái thế trận, các cái thế đánh của mình thì mình phải set up cái con spec của mình. Đây đây là cái thế đánh mà mình ưa thích nhất là sẽ cho tank ở bên trên, mà mình xếp thích xếp cái kiểu là hai tank bên trên và hai công bên dưới. Thì ở trong cái game này ấy, thì nó sẽ có 6 cái hệ anh em nhé, là Warrior này, Tanker, Ranger, Mage, Assassin và Support. Thì bây giờ như con này là sát thủ này, sát thủ thì mình sẽ cho ở dưới này, con Epic này bỏ ra đi, cho con gấu này lên đi. Cho con gấu lên, cho con sát thủ này vào đây nữa. Đó thì mình sẽ có một con tank và một con chiến binh, một con warrior ở trên này để cho nó trâu. Đây là nó sẽ hiện cái công của mình ở đây này. Đó thì anh em chỉ việc là thoát ra là nó sẽ tự lưu cho anh em mình nhá. Còn đây, đây là cái mục hunting. Hunting là nơi mà chúng ta sẽ chọn đánh ở cái war map, chọn những cái map để mà chúng ta có thể đánh được. Thì ở trong cái này thì nó sẽ có rất là nhiều những khu vực nhá anh em nhá. Đây này. Đây nó sẽ có màu xanh, màu tím, màu cam. Đó thì ở cái khu vực màu tím và màu cam thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều cái token hơn là ở những cái khu vực trắng và xanh lá nhé. Và đối với những cái item mà chúng ta có thể nhận được ấy là chúng ta sẽ cần phải tham gia vào PvP, Boss Raid hoặc là Leaderboard anh em nhé. Đây thì mình sẽ vào mình sẽ đánh thử một trận cho anh em xem. Trước khi mà vào trong trận đánh ấy, thì chúng ta có thể chỉnh lại được cái đội hình nhé. Đây này, ấn vào Formation. Thì hôm nay mình đã chỉnh rồi cho ông hai ông to con hay ông tanh lên trên, mình sẽ chơi hai sát thủ, còn hai con epic này mình chưa cần lắm, tại vì mình đánh cái map xanh mà. Còn nếu mà cái map khó hơn thì chắc mình sẽ cho một con epic vào. Đó thì sau khi mà anh em sẽ set up cái đội hình xong thì anh em sẽ ấn vào battle thôi, là nó sẽ vào nó đánh thôi. Đây thử làm trận nhá. Đấy, những con sát thủ ấy thì nó sẽ chơi thẳng vào cái hàng công ở đằng sau của đội hình của bọn nó anh em ạ. Đấy, về đánh cái PvE này thì mình có thể nhìn thấy trước cái đội hình của họ. Đấy, cho nên là nó rất dễ, còn PvP thì mình chưa đánh được nên là mình cũng chưa biết. Nhờn. Đấy, nên mình giết thằng công rồi thì bây giờ làm gì còn đam nhiều đâu đúng không? Bây giờ bọn nó chỉ còn tanh đánh nhau mình thôi. Nhờn. Nhờn. Như con tanh này mà thấy nó đánh cũng khỏe phết đấy. À, đánh vào con mid đây này. Con chiến binh cũng đặt ở bên trên được nha anh em nhé. Sát thủ thì đam to để đằng sau. À, con lợn này nhìn ngu phết đấy mà đánh đau đấy. Rồi trận này win nhé. Bây giờ mình sẽ đi mình đánh ở cái khu vực mà màu tím và màu cam xem nó như nào.
mình sẽ đổi lại cái đội hình một chút. MVP dành cho con gì đây? Con này kiểu dạng gấu chó à. Nói chung là rank càng cao thì chúng ta sẽ kiếm được càng nhiều token anh em nhé. Đây này, đây là cái token MSPC của trận đánh này là 0.776 này. Đó, còn anh em muốn kiểm tra cái thông tin mà battle vừa rồi, cái trận battle vừa rồi ấy, đây này. Đó. Về đam, về thủ, về máu này. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình tìm tiếp một cái trận ở cái khu vực nó cao hơn xem nào. Xem nó kiếm nhiều hơn đâu đây. Ví dụ như mình thử đánh cái khu vực tím đi. Đánh 3 trận nha, đánh khu vực tím trước. Sau đấy thì tí nữa mình sẽ đánh cái khu vực cam xem kiếm bao nhiêu. Hôm nay mình vừa đánh khu vực trắng xanh rồi. Đây, như con này khỏe này anh em này. Đó, một tanh này. Mình chơi một con lợn này thôi nhỉ. Con lợn này nhìn ngu cho ra ngoài đi. Nhưng mà cho vào thì đam yếu hơn đúng không? À đâu, khỏe hơn đấy. Đây. Con này 7.200. Con này 7.300, con này ngon hơn anh em này. Thử cho con này vào xem. Con này cũng 7.300 nhưng mà hơn chênh một tí, nhưng mà mình cần phải hai con tanh. Mình ấy thích đánh kiểu tanh hơn. Lối đánh tanh cơ. Ok, thử đánh một trận nhá, xem kiếm được bao nhiêu nhá. Nhưng mà cái công của bọn nó là 9.000 đấy. Công của mình là có 7.300, nó có khả năng là anh em mình sẽ thua. À, nó cũng có sát thủ đấy anh em này. Đau rồi. Không biết con Epic của mình có gỡ gạt được không, có gánh được team không này. Thua đấy, trận này thua rồi. Ê, con chim này căng thế nhở. Đánh lan cơ. Chắc đợt này bán NFT là cũng phải vào làm tí đấy. Game này chơi cuốn đấy anh em ạ. Đồ họa cũng ok. Ngày 20 này là ra mainnet rồi anh em nhé. Cái bản testnet này thì họ ra từ ngày 7 rồi. Còn cái ngày 14 tháng 5 này thì họ sẽ INO bán cái giỏ trứng. Đấy, còn mainnet là ngày 20, còn 8 ngày nữa thôi. Anh em chú ý vào chơi nhá. Ui, Epic ơi, cần team đi em ơi. Con Assassin của mình không ăn thua anh em ạ. Con tanh của nó trâu đấy nhở. Mid này hay nhở. Ui, con này đánh lâu đấy. Thua anh em ạ, thua. Thua không nhở? À, thua đấy anh em ạ. Thua ấy, mình thua mất một con. Khu vực tím này thì khó nhai hơn anh em ạ. Mình sẽ thử đánh một trận màu cam đi. Ui, nhưng mà màu cam tận 10.000 đam anh em ạ. Khả năng là với cái đội hình của mình ý thì khó đấy. Chắc là mình chỉ đánh được bên này có bọn tím là 7.300 này. Mình thử vào xem nào. 7.331 à. 7.331 thì mình sẽ cho con này ra. 7.331 mình ăn được nó đấy. Thế thì mình sẽ cho con này lên đi. Hai con này đam to chắc là tanh yếu thì mình để bên dưới. À thôi mình sẽ đổi đội hình đi. Đây như này đi. Đánh như này cho dễ đi nhở. Hay như này. Như này đi. Ok. Ăn được ấy. Đội hình ăn được ấy. Xem cái map tím này kiếm được bao nhiêu nào.
thoải mái luôn. Hơn mà nó có mấy chục đam mà vô tư, nó có mỗi con tanh này trâu thôi. Trâu, trâu chó phết đấy. Đi, đi một em. Rồi. Xin win, xin win. Ủa, con tanh nó trâu đấy nhỉ con này. Ừ, con epic này cũng ngon đấy. Này đánh lan đấy. Rồi xem nào, xem được bao nhiêu nào. MVP là con tanh này, lên level 2. Tổng trận đấu này là chúng ta kiếm được gần 0.9 anh em nhé. Cái tím ngon hơn anh em ạ. Đây này, Epic kiếm về cho anh em mình là gần 0.2 luôn. Con này kiếm được có 0.15 thôi, con này tanh. Có hai con này bằng, ba con này bằng nhau. Con Epic thì nhiều hơn, ba con Rare bằng nhau nhá. Nhưng Rare càng cao thì kiếm được càng nhiều. Rồi ok, đây là toàn bộ video ngày hôm nay về cái dự án game Metaspace. Mình review chỉ đem lại mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Anh em nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền nhá. Và nếu như thấy video này hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận sớm nhất những video chơi game kiếm tiền tốt nhất trong thời gian sắp tới. Chúc anh em chơi game vui vẻ và kiếm được nhiều tiền. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.